chương 7340, cơ nguyệt, nửa tháng sau, tin tức thanh liên tiên lữ phá hủy thiên diêm phường thị một trong ba đại phường thị của Tu La nhất tộc truyền khắp toàn bộ hỗn độn giới, các tộc hỗn độn giới ngoài sự chấn động, đối với vương gia cũng càng thêm kiêng kỵ Ngoài ra, tin tức bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo Đạo Tôn luyện vào Thái Sơ Đạo Thạch cũng lan truyền ra, các đại đạo tôn ngoài chấn động, lại càng thêm kiêng kỵ thanh liên tiên lữ. Tu La Đại Lục, Tu La Điện, một ông lão áo bảo màu máu thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Bọn A tị sát, mạn đà cốt mười mấy vị đạo tôn ngồi ở trên ghế hai bên, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi. Các ngươi cũng thật bản lãnh, thế mà trêu chọc cường địch bực này. Giọng ông lão áo bảo màu máu nặng nề, A tu la, đại trưởng lão tu la nhất tộc, đạo tôn đại viên mãn, nắm giữ sáu trí tôn đại đạo, bản mạng thiên đạo thần khí luyện vào thái sơ đạo thạch. Nếu thanh liên tiên nữ chỉ là nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo, Vấn đề còn không phải quá nghiêm trọng. Bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo Tôn luyện vào Thái Sơ đạo thạch, vậy lại khác. Nói không chút khách khí, dưới tình huống một chọi một, đạo Tôn cùng nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, căn bản không phải đối thủ của Thái Hạo đạo Tôn, đạo Tôn nắm giữ sáu loại chí tôn đại đạo muốn tiêu diệt Thái Hạo đạo Tôn, độ khó cũng không nhỏ. Chúng ta cũng không ngờ, bọn họ vậy mà có thể tìm hiểu ra năm loại chí tôn đại đạo, bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo Tôn còn luyện vào Thái Sơ đạo thạch nếu không chúng ta cũng đã mở một mắt nhắm một mắt a à, tị sát cười khổ nói nếu sớm biết bản mạng thiên đạo thần khí của vương trường sinh luyện vào thái sơ đạo thạch lúc trước đã không là phái vinh hâm cùng xích yên đi đối phó vương gia mà là a tu la tự mình ra tay bây giờ hối hận đó là thanh liên tiên lữ tạo thành tổn thất khổng lồ cho tu la nhất tộc hơn nữa thanh liên tiên lữ thực lực hơn người bây giờ nói cái gì cũng đã muộn bọn họ lẻn vào thiên diêm phường thị giết mấy chục vị đạo tôn đây là tuyên chiến với tu la nhất tộc chúng ta tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Không sai, nợ máu trả bằng máu, nhất định phải tìm được bọn hắn, rút hồn luyện phách, huyết tế toàn bộ tiên giới. Phải diệt vương ra, không tha một ai. Nhiều vị đạo tôn tỏ thái độ, bọn họ đều hy vọng diệt vương ra, nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt A Tu la nhìn về phía một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, hỏi A à Đạo Hiếu, người có thể thôi diễn ra tung tích của bọn họ. Không thôi diễn được, không biết ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, chỉ biết bản mạng thiên đạo thần khí của bọn họ, căn bản không có cách nào thôi diễn. Ông lão áo bảo vàng lộ vẻ mặt khó xử, không phải có thể thôi diễn tung tích bảo vật sao, sao đến hắn nơi này lại không được. A à, tị sát nhíu mày nói, ta chỉ nắm giữ ba loại trí tôn đại đạo, hắn nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo, không thôi diễn được. Lại không phải có bảo vật đạo trận phụ trợ, thì có thể tùy tiện thôi diễn tung tích của bất cứ đạo tôn nào, có năng lực này, ta năm đó đã thôi diễn ra vị đạo tôn kia ở quy khư chi hải, bói toán sư không phải vạn năng. Ông lão áo bào vàng giải thích, nắm giữ trí tôn đại đạo vẫn là có lợi ích rất lớn, số lượng càng nhiều, càng lợi hại. Như vậy, chúng ta chẳng phải không có cách nào làm gì bọn họ. A à, tị sát mặt mũi âm trầm nói, cho dù tìm được, có thể tiêu diệt bọn họ hay không vẫn là hai việc khác nhau. Ta nếu là bọn họ, lập tức quay về tiên giới hoặc tránh ở quy khư chi hải, nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo, lại đi ra báo thù. Mạn Đà Cốt nói, bây giờ Tu La nhất tộc tiến thối lưỡng nan, thanh liên tiên lữ quậy như vậy, Tu La nhất tộc mất hết mặt mũi, nếu coi như không có việc gì xảy ra, bị thế lực khác nhạo báng, tiếp tục truy cứu, khẳng định phải trả giá lớn hơn nữa. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, đừng phái người tìm kiếm thanh liên tiên lữ đi. Rút về tộc nhân phái đi quy khư chi hải, A à Tu La phân phó, đại trưởng lão, việc này cứ như vậy cho qua, A à Tị Sát có chút không cam lòng nói bằng không thế nào bản mạng thiên đạo thần khí của hắn luyện vào thái sơ đạo thạch cho dù ta tự mình ra tay ta cũng không có mười phần nắm chắc tiêu diệt hắn hắn nếu không ngốc sẽ liên thủ với đạo tôn thần tộc cơn giận này chỉ có thể nhịn chờ ta nắm giữ ba ngàn đại đạo lại diệt bọn họ atula nói hắn làm sao không muốn diệt thanh liên tiên nữ không có mười phần nắm chắc mà thôi nếu thanh liên tiên nữ liên thủ với thần tộc đại trưởng lão chết chính là atula đừng nói đạo tôn không thôi diễn được tung tích của thanh liên tiên nữ cho dù thôi diễn ra, A Tu La thật sự đi tìm thanh liên tiên lữ, không chừng là bẫy. Đại trưởng lão, một đạo cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Nhiều năm như vậy, ngài còn chưa tìm hiểu ra, đại trưởng lão ba tộc khác cũng tương tự, chỉ là nắm giữ 2999 đại đạo. A à, Tị Sát Nghi hoặc nói, không rõ, ta nếu là biết thì tốt rồi, trên điển tịch không ghi lại cụ thể 3.000 đại đạo. Ta có dự cảm, đáp án ở quy khư chi địa. A Tu La trầm giọng nói. Chương 7341, Bế quan tiềm tu 1. Quy khư chi địa, nơi đó chúng ta cũng từng đi, chẳng lẽ nơi đó có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng?" A à, Tị sát nghi hoặc nói, "Có thể đi, chẳng qua việc này cũng nói không chắc được, nơi đó quá mức nguy hiểm, đạo tôn xâm nhập cũng sẽ ngã xuống, cơn giận này nhịn trước, có cơ hội lại tính sổ với bọn họ. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong bóng tối, chúng ta muốn trả thù bọn họ cũng không biết đi nơi nào tìm bọn họ." Tìm được rồi, cũng không có 10 phần nắm chắc." A Tu nói, "Vương gia không phải thế lực bản thổ của Hỗn Độn Giới, không có địa bàn, mà Tu La nhất tộc là một trong bốn đại tộc của Hỗn Độn Giới, có rất nhiều địa bàn cùng chủng tộc phụ thuộc." Thanh Liên Tiên Lữ muốn đối phó bọn họ rất dễ dàng, bọn họ cũng không bảo vệ được. Cũng chỉ có thể như thế, nếu bọn họ tiếp tục quấy rối, vậy không có gì đáng nói nữa." A Tị Sát nói, "Tăng mạnh đề phòng, đạo tôn đừng một mình ra ngoài, thực động tới Thanh Liên Tiên Lữ." Lập tức chạy trốn, đừng giao thủ với bọn họ. A Tu phân phó. Vâng, đại trưởng lão. Đám người A Tị sát đáp ứng. Huyền Thiên Tiên vực, Huyền Thiên Tiên đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, trên mặt gương có thể nhìn thấy một phụ nhân váy vàng dáng người yếu điệu. Vương đạo hữu, các ngươi một lần này gây ra động tính không nhỏ nha phụ nhân váy vàng mở miệng nói, cơ nguyệt, đại trưởng lão thần tộc, đạo tôn đại viên mãn, nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo. Không có gì, tu la nhất tộc muốn đối phó chúng ta, chúng ta cho bọn hắn thấy một chút màu sắc mà thôi. Vương trường sinh chẳng hề để ý nói, theo hắn biết, đại trưởng lão bốn đại tộc, chỉ có hai người bản mạng thiên đạo thần khí luyện vào thái sơ đạo thạch, cho dù đại trưởng lão tu la nhất tộc ra tay, vương trường sinh cũng không sợ. Các người kế tiếp tính toán thế nào? Tiếp tục đối phó Tu La nhất tộc, Cơ Nguyệt hỏi, cái này phải xem bọn họ ứng đối như thế nào, tiếp tục phái đạo tôn truy bắt chúng ta, vậy thì tiếp tục, dừng lại ở đây, chúng ta cũng dừng tay. Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, thần tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi quan hệ cũng không tệ, ta đại biểu thần tộc, muốn liên thủ với vương gia các ngươi, như thế nào? Cơ Nguyệt nói, liên thủ, làm gì? Vương Trường Sinh hỏi, không làm gì, cùng nhau tiến thối mà thôi, nếu ba tộc muốn đối phó vương gia các ngươi, thần tộc chúng ta cũng sẽ ra tay nếu bọn họ đối phó thần tộc chúng ta các ngươi cũng cần ra tay giúp chúng ta như thế nào cơ nguyệt nói không thành vấn đề vương trường sinh đáp ứng không có gì cần thiết đừng gây chuyện ầm ý tiếp dốc lòng tu luyện chờ ngươi nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo tu la tộc không làm gì được các ngươi cơ nguyệt khuyên nhủ đa tạ cơ phu nhân nhắc nhở ta tự có chừng mực vương trường sinh nói vậy thì tốt cơ nguyệt gật gật đầu vương trường sinh hỏi cơ phu nhân người đã nắm giữ 3.000 đại đạo. Chưa, chỉ là 2.999 loại, đại trưởng lão ba tộc khác cũng tương tự, chúng ta tìm hiểu mấy tỷ năm, trước sau chưa thể nắm giữ 3.000 đại đạo. Một loại đạo cuối cùng là cái gì, ai cũng không rõ. Có một loại ý kiến, một loại đại đạo cuối cùng là quy khư đại đạo, có cái nói ở quy khư chi hải, cũng có lời đồn ở quy khư chi địa. Cơ Nguyệt nói, quy khư đại đạo, trên mặt phương trường sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ nếu là nắm giữ 3.000 đại đạo, có phải có thể tiến vào cảnh giới cao hơn hay không? Uông như yên tò mò hỏi, hẳn là có thể, tính tới trước mắt, còn chưa có ai có thể đủ đi đến một bước này. Cơ Nguyệt nói, hỗn độn giới sinh ra tới nay, người mạnh nhất chỉ là đạo tôn nắm giữ 2.999 loại đại đạo, còn chưa nghe nói vị đạo tôn nào nắm giữ 3.000 đại đạo. Cơ phu nhân, các người có ngộ đạo bi, cũng không tìm hiểu ra một loại đại đạo cuối cùng sao. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Vương Đạo Hiếu, người cũng không biết một loại đại đạo cuối cùng là cái gì, tìm hiểu như thế nào. Người muốn tìm hiểu thần hồn đại đạo, người ít nhất biết thần hồn đại đạo là cái gì. Các ngươi đến từ tiên giới, nhiều năm như vậy, có không ít đạo tôn tiến vào quy khư chi hải, đều chưa tìm được tiên giới. Năng lực tất nhiên là một nhân tố, càng quan trọng hơn là, bọn họ không biết sự tồn tại của tiên giới, nếu ngươi không biết hỗn độn giới tồn tại, ngươi sẽ hao phí lượng lớn thời gian tới hỗn độn giới. Cơ Nguyệt nói, Điều này cũng đúng, xin nhận chỉ giáo. Trên mặt vương trường sinh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như cơ nguyệt nói, nếu không phải biết hỗn độn giới tồn tại, vương trường sinh cũng sẽ không hao phí lượng lớn thời gian tới hỗn độn giới, cho dù là khống chế cực phẩm phi hành đạo khí, cũng phải tốn mấy ngàn vạn năm thời gian, nếu là đạo tổ, tốn thời gian càng dài hơn nữa. Vậy cứ như thế đi, không quấy dày người tu luyện nữa, có việc có thể liên hệ ta hoặc là tộc nhân của ta bất cứ lúc nào. Cơ Nguyệt nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Chương 7342, Bế quan tiềm tu 2. Thần tộc kết minh với chúng ta, chúng ta lại càng không sợ Tu La nhất tộc. Vương Thanh Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng, vẫn phải dựa vào chính mình, a Tu La thực giết chúng ta, Cơ Nguyệt cũng sẽ không báo thù cho chúng ta. Liên minh với thần tộc, chỉ là để a Tu La thêm vài phần kiêng kỵ, việc cấp bách vẫn là phải mau chóng nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn họ muốn giết đại trưởng lão tu la nhất tộc cũng không dễ dàng ít khó địch lại nhiều nếu nhiều vị đạo tôn nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo ra tay vương trường sinh và uông như yên cũng không ngăn được các ngươi tìm hiểu đại đạo cho tốt trước một lần này lại cướp được một tấm mộ đạo bi như vậy gia tộc chúng ta có ba tấm mộ đạo bi tìm hiểu đại đạo thuận tiện hơn nhiều uông như yên nói với vương thanh phong bọn họ giết vào thiên diêm phường thị tiêu diệt mấy chục vị đạo tôn đạt được một lượng lớn tài nguyên bao gồm một tấm mộ đạo bi con biết rồi, mẹ. Vương Thanh Phong đáp ứng. Chúng ta giúp lòng tu luyện trước, nắm giữ thêm một ít đại đạo, thực lực mạnh một chút nữa, lại đi quy khư chi địa. Ta ngược lại muốn xem, nơi đó có chỗ nào đặc thù. Vương Trường Sinh nói, nếu một loại đại đạo cuối cùng thật là quy khư đại đạo, tên cường giả kia Hải Lệ nói ở quy khư chi hải, vậy liền nói được thông rồi. Uông Như Yên phân tích, Hải Lệ từng nói, có một vị đạo tôn nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo ở quy khư chi hải. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều ôm thái độ hoài nghi, loại cường giả này chạy đến Quy Khư Chi Hải làm gì? Bây giờ bọn họ đã biết, đối phương có thể là tìm hiểu một loại đại đạo cuối cùng. Khó mà nói, chỉ có thể nói là một phương hướng, nếu hai đầu thế giới là Quy Khư Chi Hải cùng Quy Khư Chi Địa, một loại đại đạo cuối cùng có lẽ ngay tại Quy Khư Chi Hải hoặc là Quy Khư Chi Địa, ta không cho rằng có thể tìm hiểu ra, bằng không nhiều năm trôi qua như vậy, đại trưởng lão bốn đại tộc đã sớm tìm hiểu ra. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, bốn đại tộc truyền thừa lâu đời ngoại vật phụ trợ tìm hiểu đại đạo không ít nếu dùng thêm một ít thời gian có thể tìm hiểu ra một loại đại đạo cuối cùng đại trưởng lão của bốn đại tộc đã sớm nắm giữ ba ngàn đại đạo mỗi người lựa chọn con đường khác nhau có lẽ người này cảm thấy có thể tìm hiểu ra đi chúng ta đề cao thực lực trước rồi nói sau uông như yên nói thanh phong bảo bọn thanh linh xuyên minh lưu ý tin tức trí tôn đại đạo bổn nguyên vương trường sinh phân phó con biết rồi cha vương thanh phong đáp ứng Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Phong lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra một quầng đại đạo bổn nguyên, bắt đầu luyện hóa quầng đại đạo bổn nguyên này. Thanh Liên Tiên Lữ xâm nhập Thiên Diêm Phường thị đại sát bốn phương, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhân tộc mơ hồ trở thành đại tộc thứ năm của hỗn độn giới, rất nhiều dị tộc thù ghét nhân tộc đều bất an, sợ một ngày nào Thanh Liên Tiên Lữ giết tới cửa. Tình cảnh của nhân tộc được cải thiện rất lớn, rất nhiều dị tộc không dám quá mức ức hiếp nhân tộc. Thanh Liên Tiên Lữ cũng tạo dựng danh tiếng rất lớn ở trong quảng đại nhân tộc, danh hiệu Thanh Liên Vương gia cũng truyền khắp toàn bộ hỗn độn giới. Thiên Ma đại lục, Thiên Ma Phong, một tòa trang viên yên tĩnh, Giản Phong đang báo cáo với một thanh niên áo đen thân hình cao lớn, khí tức thanh niên áo đen sâu không lường được. Thanh Liên Tiên Lữ, Thái Sơ Đạo Thạch, năng lực của bọn họ không nhỏ nha. Thanh niên áo đen nhíu mày nói, "Giản Kiêu, đạo tôn đại viên mãn, đại trưởng lão Thiên Ma tộc" nắm giữ 2999 loại trí tôn đại đạo. Đúng vậy, bây giờ bên ngoài có một loại cách nói, dưới đại trưởng lão bốn đại tộc, thanh liên tiên lữ vô địch. Giản Phong nói, nói vậy cũng là sự thật, chỉ bằng bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo tôn luyện vào Thái Sơ đạo thạch, đạo tôn khác nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo quả thật không phải đối thủ của hắn. Giản Kiêu nói, chẳng qua còn có một loại ý kiến, tiên giới có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, ban đầu cho rằng quy khư chi hải là điểm cuối hỗn độn giới, thì ra tiên giới mới đúng. Tiên giới có thể có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng. giản phong nói, thanh liên tiên lữ đến từ tiên giới, thật sự có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, đã sớm bị bọn họ luyện hóa. ý kiến này không thể tin, nhắm chừng là tu la nhất tộc phát ra. tỷ lệ quy khư chi địa có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng lớn hơn một chút, đừng xen vào, không cần thiết chiêu chọc hai kẻ địch mạnh, huống chi hắn còn ở quy khư chi hải. giản kiêu nói hắn đủ kiên nhẫn, ở quy khư chi hải tiềm tu chục tỷ năm rồi. Giản Phong nói, hắn vì tìm hiểu một loại đại đạo cuối cùng, lúc này mới ở quy khư chi hải, ngoài ra, cũng là lánh nạn, hắn sẽ một lần nữa ló mặt, sẽ không tránh mãi ở quy khư chi hải. Giản Kiêu trầm giọng nói, Giản Phong gật gật đầu, nói, lão Tổ Tông, khi nào tới quy khư chi địa. Chờ thêm một chút nữa, nơi đó rất nguy hiểm, ta có dự cảm, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng ngay tại nơi nào đó của quy khư chi địa, chỉ là tạm thời chưa tìm được, phái người tiếp tục thu thập tình báo quy khư chi địa. Giản kiêu nói, trên mặt lộ vẻ khát khao, vâng, lão tổ tông, giản phong đáp ứng, chương 7343, đạo tôn đại viên mãn. Thời gian thấm thoát, một tỷ năm trôi qua, cửu long tiên đảo ở chỗ tây bắc cửu long tiên vực, là phường thị lớn số một cửu long tiên vực, thường lữ lui tới đông đúc, tài nguyên tu tiên phong phú. Trên cửu long tiên đảo có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ nhân tộc, cửa hàng san sát. Cửa một gian mật thất mở ra, Vương Thanh Linh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong lợi dụng mộ đạo bi tìm hiểu đại đạo, mỗi người mấy ngàn vạn năm, sau đó đưa tới cửu long tiên vực, giao cho Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch tìm hiểu đại đạo. Vương Thanh Linh tiềm tu nhiều năm, lại tìm hiểu ra hai loại trí tôn đại đạo, như vậy, nàng đã nắm giữ bốn loại trí tôn đại đạo. Vương Thanh Linh trước mắt là đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ 2.100 loại đại đạo. Nàng đi ra, tới bên ngoài, nhìn thấy Vương Thanh Bạch ngồi ở trong đỉnh đá, cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, đang nói cái gì. Vương Thanh Bạch trước mắt nắm giữ 2.000 loại đại đạo, bao gồm 4 loại trí tôn đại đạo. Thanh Bạch, đệ đang liên hệ với cửu thúc sao? Vương Thanh Linh hỏi, không phải, là xuyên minh, hắn thu thập được một ít bản đồ của quy khư chi địa. Vương Thanh Bạch nói, Vương Trường Sinh đã sớm phân phó, bảo Vương Xuyên Minh thu thập tình báo về quy khư chi địa, bản đồ là quan trọng nhất cửu thúc cùng cửu thẩm xuất quan chưa? Vương Thanh Linh nghi hoặc nói, không biết, ta lần trước liên hệ Thanh Phong, cửu thúc cửu thẩm còn đang bế quan. Vương Thanh Bạch nói, Vương Thanh Linh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thanh Sơn. Thập muội người cùng Thanh Bạch đến huyền thiên tiên vực huyền thiên tiên đảo một chuyến, cửu thúc chuẩn bị dẫn chúng ta tới quy khư chi địa tầm bảo. Vương Thanh Sơn nói, biết rồi, chúng ta sẽ lập tức qua. Vương Thanh Linh đáp ứng, cửu thúc bảo chúng ta đi qua, Thanh Bạch, để bảo Xuyên Minh cũng đi qua đi, có bản đồ, chúng ta làm việc thuận tiện hơn một chút. Vương Thanh Linh nói, Vương Thanh Bạch gật gật đầu, nói với Vương Xuyên Minh trên mặt gương, Xuyên Minh, người cũng đến huyền thiên tiên đảo đi. Chúng ta ở nơi đó hội hợp, vâng, Thanh Bạch lão tổ, Vương Xuyên Minh đáp ứng, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch thay đổi dung mạo, rời khỏi nơi này. Thần Linh Đại Lục, một tòa trang viên yên tĩnh, cơ nguyệt, cơ đình, cơ lỗi, hơn 30 vị đạo tôn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hy vọng một lần này có thể tìm được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, lão tổ tông sau khi luyện hóa, có thể nắm giữ 3.000 loại đại đạo. Cơ lỗi hưng phấn nói, hắn lợi dụng ngộ đạo bi tìm hiểu nhiều năm, cũng chỉ tìm hiểu ra bốn loại trí tôn đại đạo, tiến vào hỗn độn khư, đạt được một loại trí tôn đại đạo bổn nguyên. Đạo tôn ba đại tộc khẳng định cũng sẽ tiến vào quy khư chi địa, đạo tôn vương ra có thể cũng sẽ tới đó. Cơ đình nhíu mày nói, quy khư chi địa rất lớn, có thể đụng tới bọn họ hay không là chuyện không nói chắc được, hy vọng tìm được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng đi. Cơ Nguyệt nói, lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, đi lên, đám người cơ đình vội vàng đi lên theo. Cơ Nguyệt bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, bay lên bầu trời, rời khỏi nơi này. Vạn hỗn đại lục, một tòa trang viên diện tích cực lớn, mấy chục vị đạo tôn bọn hy, an tụ tập ở đây một lần này nhất định phải tìm được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng khi trầm giọng nói vâng lão tổ tông đám đông hỗn độn thú đáp ứng khi gật gật đầu dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi này huyền thiên tiên vực huyền thiên tiên đảo ở một tòa trang viên yên tĩnh vương trường sinh uông như yên vương thanh phong diệp hải đường vương mạnh bân vương nhất đao vương anh kiệt cùng vương thanh sơn mười mấy vị đạo tôn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh đang nói cái gì chúng ta dò đường trước đi, chậm rãi tra xét quy khư chi địa, cửu thúc cửu thẩm để sau một chút lại đi. Vương Thanh Sơn đề nghị, Vương Thanh Sơn trước mắt nắm giữ 2.700 loại đại đạo, nắm giữ 4 loại trí tôn đại đạo. Cái đó thì không cần, cùng đi là được, gặp được nguy hiểm cũng dễ ưng phó. Vương Trường Sinh nói, hắn trước mắt nắm giữ 2.998 loại đại đạo, còn chưa nắm giữ luân hồi đại đạo chúng ta rất có thể sẽ đụng tới đạo tôn của Tu La nhất tộc, đạo tôn của Thiên Ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc khẳng định cũng sẽ qua đó. Vương Thanh Phong nói, hắn trước mắt là đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ bốn loại trí tôn đại đạo. A Tu La khẳng định muốn diệt chúng ta, chẳng qua đại trưởng lão hỗn độn nhất tộc cùng Thiên Ma tộc chưa chắc sẽ liên thủ với bọn hắn. Đến một bước này của bọn hắn, thứ bình thường không thể dẫn lên sự hứng thú của bọn họ, muốn cho đại trưởng lão hai tộc liên thủ với A Tu La đối phó chúng ta, độ khó quá cao. Uông Như Yên nói, nàng trước mắt nắm giữ 2950 loại đại đạo, nắm giữ 5 loại trí tôn đại đạo. Chúng ta cùng nhau vào đi, như vậy có thể chiếu cố cho nhau, đám người cơ phu nhân cũng sẽ tiến vào quy khư chi địa. Vương Trường Sinh nói, chương 7344, quy khư chi địa 1. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Lộ ra vẻ mặt vui mừng, đám người thập tỷ tới rồi. Hắn bước nhanh đi về phía cửa sân, mở ra cửa sân, vương thanh linh vương thanh bạch vương xuyên minh vương thanh bách đi vào cửu thúc cửu thẩm hai người tiến vào trí tôn đại viên mãn rồi quá tốt rồi vương thanh linh cảm nhận được vương trường sinh cùng uông như yên tản mát ra linh áp cường đại lộ ra vẻ mặt vui mừng các cháu cũng tiến vào hậu kỳ rồi không tệ nắm giữ bao nhiêu loại trí tôn đại đạo rồi vương trường sinh hỏi đám người vương thanh linh bẩm báo tình hình thực tế vương trường sinh đối với thực lực của bọn họ có hiểu biết sâu hơn nữa không tôi nắm giữ bốn loại trí tôn đại đạo thế này cũng không yếu rồi vương trường sinh lộ ra vẻ mặt khen ngợi đám người vương thanh linh lợi dụng mộ đạo bi có thể tìm hiểu ra bốn loại trí tôn đại đạo đã rất không tệ rồi có vương Gia đạo tôn lợi dụng mộ đạo bi tìm hiểu đại đạo tìm hiểu mấy ngàn vạn năm cũng chỉ tìm hiểu ra hai loại trí tôn đại đạo cửu thúc ngài nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo sao vương thanh bạch hỏi chưa chúng ta chỉ nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo vương trường sinh nói cửu thúc cửu thẩm sao đột nhiên muốn đi quy khư chi địa tầm bảo chờ hai người nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo chẳng phải là càng thêm ổn thỏa vương thanh linh nghi hoặc nói thật ra chúng ta còn không muốn nhanh như vậy đi quy khư chi địa chẳng qua cơ phu nhân liên hệ chúng ta đạo tôn ba đại tộc đều tính tiến vào quy khư chi địa tầm bảo nếu bị bọn họ tìm được một loại trí tôn đại đạo cuối cùng vậy thì phiền toái vương trường sinh nhíu mày nói hắn có một loại dự cảm nắm giữ ba ngàn đại đạo có thể nắm giữ tất cả của thế gian nếu bị đại trưởng lão ba đại tộc nắm giữ ba ngàn đại đạo, vương gia sẽ gặp họa. Bọn họ đã xuất phát, chúng ta không thể chờ xuông nữa. Nắm giữ ba ngàn đại đạo, có lẽ có thể nắm giữ đạo của tất cả mọi người, trở thành đạo duy nhất. Uông Như Yên đoán, đạo tổ tiến vào đạo tôn, có thể sáng tạo một thế giới, mình chính là đạo của thế giới này, đạo tôn tiến một bước nữa, có lẽ có thể nắm giữ đạo của tất cả mọi người. Đạo duy nhất, Vương Thanh Linh hơi sừng sốt, cũng có thể trở thành siêu thoát siêu thoát toàn bộ đại đạo vượt lên trên đại đạo khác thời gian không sớm nữa chúng ta xuất phát đi vương trường sinh nói bọn họ rời khỏi trang viên bị tu sĩ khác phát hiện thân phận chân thật của bọn họ bọn họ cũng không để ý ra khỏi huyền thiên tiên đảo vương trường sinh lấy ra một chiếc thuyền rồng màu xanh đi lên đám người uông như yên theo sát sau đó vương trường sinh bấm pháp quyết thuyền rồng màu xanh nhất thời sáng lên một đảo hào quang màu xanh trói mắt bay về phía bầu trời rất nhanh không còn bóng dáng nữa Quy khư chi hải, hải vực nơi nào đó, nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, hư không vặn vẹo biến hình, xuất hiện lượng lớn vết rách. Mặt biển chia thành hai nửa, một cơn sóng lớn ngập trời hiện ra, một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô đứng trên sóng lớn. Hình thể của hắn lớn hơn nhân tộc không ít, mắt là màu lam tuyết. Xem khí tức của hắn, có tu vi đạo tôn đại viên mãn. Xem ra một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng không ở Quy khư chi hải đạo tôn bốn đại tộc chấp nhất đối với quy khư chi địa như thế, ta hẳn là phán đoán sai lầm, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng ở quy khư chi địa, cần đi quy khư chi địa một chuyến mới được. Thanh niên áo lam lẩm bẩm, huyền miều, cường giả lánh đời, hắn hóa thành một đạo độn quang màu lam rời khỏi nơi này, biến mất ở phía chân trời. Bên ngoài hỗn độn giới, một chiếc thuyền rồng màu xanh nhanh chóng lướt qua hư không, đám người vương trường sinh, uông như yên, diệp hải đường đứng ở trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau bọn họ trước mắt ở giới ngoại giới ngoại có rất nhiều cấm chế thiên nhiên không thể khinh thường giới ngoại một mảng tối đen không có ảnh hưởng đối với đám người vương trường sinh một khắc đồng hồ sau vương trường sinh nhíu mày phía trước có một cái hố đen thật lớn một lực hút mạnh mẽ hiện ra lượng lớn vẫn thạch bay về phía hố đen bay vào hố đen không thấy nữa vương trường sinh bấm pháp quyết thuyền rồng màu xanh đi đường vòng tránh được lỗ đen thuyền rồng màu xanh sau khi tiến lên trăm vạn dặm Phía trước xuất hiện hai cái lỗ đen cực lớn, hai cái lỗ đen cách nhau rất xa. Nhiều lỗ đen như vậy, Diệp Hải Đường nhíu mày, đi đường vòng đi, lỗ đen có thể phát hiện còn tốt, chỉ sợ loại đột nhiên xuất hiện kia, làm người ta khó lòng phòng bị, đạo tôn bị nó cắn nuốt. Vương Trường Sinh nói, căn cứ bọn họ thu thập tình báo, có một số lỗ đen là đột ngột xuất hiện, đạo tôn cũng sẽ bị lỗ đen cắn nuốt. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, đi vòng ra khỏi nơi này. Nửa tháng sau, thuyền rồng màu xanh một lần nữa dừng lại, phía trước là một mảng lôi vực, từng tia xét dày đặc cắt qua hư không, bổ về phía dưới. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng, mặt gương sáng lên một đạo hào quang vàng óng, phun ra một vầng sáng màu vàng, rơi trên hư không, hư không chưa có bất cứ điều gì khác thường. Chương 7345, Quy Khư chi địa 2. Nàng lợi dụng tấm gương nhỏ màu vàng tra xét phạm vi ức vạn dặm, chưa phát hiện cái gì khác thường. Là cấm chế thiên nhiên, thật kỳ quái cấm chế của giới ngoại mạnh như vậy sao diệp hải đường nhíu mày nói tránh đi là được bản đồ xuyên minh thu thập vẫn là rất hữu dụng vương trường sinh nói vương xuyên minh thu thập không ít bản đồ giới ngoại trong đó còn có bản đồ nơi này đám người vương trường sinh sớm biết nơi này tồn tại đã có cấm chế thiên nhiên tránh đi là được hắn bấm pháp quyết thuyền rồng màu xanh sáng lên một đảo hào quang màu xanh đi vòng ra khỏi nơi này vạn năm sau thuyền rồng màu xanh dừng lại Nơi này chính là Quy Khư Chi Địa sao?" Uông Như Yên nói, sắc mặt ngưng trọng. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một khối siêu cấp đại lục, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Đại lục có sơn có thủy, còn có không ít cấm chế thiên nhiên. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, bên trên viết bốn chữ to màu vàng Quy Khư Chi Địa. "Cẩn thận một chút, có không ít đạo tôn chết ở Quy Khư Chi Địa, nơi này rất tà môn." Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Vương Xuyên Minh vẫn luôn thu thập tình báo về quy khư chi địa, có một số động phủ của đạo tôn ngay tại quy khư chi địa, bố trí đại trận. Tu hành giả tiến vào quy khư chi địa tầm bảo, trừ cấm chế thiên nhiên, còn phải phòng bị tu hành giả khác, nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải cấm chế, mà là tu hành giả khác. Hắn bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh bay tới đáp trên mặt đất, mọi người đáp xuống đất. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách đám cao tầng gia tộc đều đến đây, có thể thấy được sự coi trọng của Vương Trường Sinh đối với lần tầm bảo này. Nếu không phải bốn đại tộc xuất động nhiều vị đạo tôn, Vương Trường Sinh cũng sẽ không mang theo đám người Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh thu hồi thuyền rồng màu xanh, Vương Thanh Phong lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ. Hạt châu màu đỏ nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, Vương Thanh Phong mượn dùng bảo vật này quan sát địa hình. Vương Anh Kiệt lấy ra nhiều tấm bản đồ địa hình, đối chiếu điểm dừng chân của bọn họ bây giờ, phán đoán vị trí bây giờ của bọn họ. Chúng ta trước mắt ở ngoại vi của quy khư chi địa, càng thâm nhập quy khư chi địa, càng nguy hiểm, một ít đạo tôn chuyên môn mai phục ở quy khư chi địa, tập kích chém giết tầm bảo giả khác, cho dù là đạo tôn của bốn đại tộc, bọn họ vẫn giết không tha. Vương Anh Kiệt chỉ vào bản đồ nói, trước chạy tới Kim Xà Cốc đi, Vương Trường Sinh nói, Kim Xà Cốc là một địa danh, nơi đó có thể có đại đạo bổn nguyên xuất hiện. Bọn họ phân tán ra, vẻ mặt đầy sự đề phòng, trên tay Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường đều cầm bảo vật tra xét, tốc độ cũng không nhanh. Nửa ngày sau, bọn họ xuất hiện ở bên trong một thung lũng uốn lượn, hai bên vách đá gập ghềnh, tỏa ra từng đợt hào quang vàng óng, từ trên cao nhìn xuống, thung lũng giống như một con rắn vàng nằm ngang trên mặt đất. Đợi một chút, phía trước có mai phục, Diệp Hải Đường truyền âm cho mọi người. Vương Thanh Phong nhíu mày, hạt châu màu đỏ trong tay nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bách hùn ùn thúc dục bảo vật trên tay, chưa phát hiện cái gì khác thường. Môi Diệp Hải đường mất máy vài cái, Vương Nhất Đao vung đao chém, một đạo đao quang vàng ống thổi quét ra, chém về phía hư không nơi nào đó. Nơi đao quang màu vàng đi qua, hư không xuất hiện một vết rách to dài. Hào quang màu vàng lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu vàng lóe lên bay ra, đi lên chống đỡ, bị đao quang màu vàng chém vỡ nát. Một cây phi đao màu vàng từ hư không bắn ra, đánh tan đao quang màu vàng. Mặt đất biến thành cát, hư không trào ra lượng lớn xương mù màu vàng cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Chút tài mọn, Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bấm kiếm quyết, chín cây phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó. Diệp Hải Đường lấy ra mấy vạn cây cờ trận màu đen, thúc dục pháp quyết, những cờ trận màu đen này tỏa sáng hết, hóa thành từng đạo hào quang màu đen nhập vào lòng đất, nàng đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết, mặt đất trào ra lượng lớn khí đen, phạm vi trăm ước giảm hóa thành biển xương mù màu đen. Ở một bên khác của biển xương mù màu đen, là một chỗ sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong thổi từng trận, cát vàng đầy trời. Một đợt cuồng phong rít gào chói tai lướt qua, lượng lớn hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, hội tụ đến một chỗ, hóa thành những con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, lao về phía bọn họ. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, biển xương mù màu đen quay cuồng dâng trào, những con rồng đen hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, ninh đón. Cùng lúc đó, đám người Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao Vương Mạnh bân ùn ùn ra tay, công kích đối phương. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, các loại tiên quang sáng lên ở trên bầu trời, sóng khí như thủy triều. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Hải Đường liền phá đi đạo trận đối phương bố trí, ba đạo độn quang hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Bây giờ muốn chạy, quá muộn rồi." Thanh âm của Diệp Hải Đường lạnh như băng, tiếng quỷ khóc vang lớn, hư không chợt hiện ra lượng lớn âm khí màu đen, bao phủ bóng dáng ba đạo độn quang chương 7346, loại trí tôn đại đạo thứ 6. Non nửa khắc đồng hồ sau, âm khí màu đen tan đi, trên tay vương trường sinh, uông như yên cùng vương thanh sơn đều cầm một cái nguyên anh cỡ nhỏ, đang siêu hồn. Hoàng sa tam thánh, nắm giữ ba loại trí tôn đại đạo, lại cứ phải đi làm hoạt động giết người đoạt bảo. Vương thanh sơn cười lạnh nói, năm ngón tay khép lại, nguyên anh phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Bọn họ ngày xưa từng đạt được một bộ đạo trận hoàng sa diệt linh trận, lợi dụng trận này ở nơi này mai phục chém giết đạo tôn khác đạt được không ít tài nguyên uông như yên nói tiêu diệt nguyên anh trên tay hải đường biểu tỷ ngươi sao phát hiện có mai phục xích nguyệt châu trên tay ta cũng chưa phát hiện điều khác thường vương thanh phong nghi hoặc nói nếu dựa vào bảo vật có thể dễ dàng phát hiện đạo trận khác cần đạo trận sư để làm gì cũng may trong bọn hắn không có đạo trận sư bằng không không dễ dàng đối phó như vậy diệp hải đường giải thích Đạo trận sư hiểu biết đối với trận pháp càng thêm khắc sâu, nếu là đổi làm Diệp Hải đường bày trận mai phục chém giết đạo tôn khác, không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Bọn họ từng thăm dò quy khư chi địa, gặp nguy hiểm, lúc này mới lui về, tiện cho chúng ta rồi. Vương Trường Sinh nói, lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu vàng, vung cổ tay một cái, một mảng vầng sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Hắn cầm lên một tấm da thú màu vàng, bên trên viết bốn chữ to quy khư chi địa, một ít nơi có văn tự dấu hiệu. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, đoàn người đi về phía trước, biến mất ở trong vùng núi mênh mông. Một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, hơn 30 vị đạo tôn bọn cơ nguyệt đứng ở một mảnh đất rộng rãi, sắc mặt ngưng trọng. Phía trước có thể nhìn thấy nhiều vòng xoáy, kích thước không đồng nhất, một chỗ không gian này rất thiếu ổn định. Lần trước đến còn chưa có những vòng xoáy này, một lần này tới đây liền có rồi. Cơ lỗi nhíu mày nói: "Điều này không kỳ quái, mỗi một lần tới đây quy khư chi địa đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa mới, bằng không chúng ta đã sớm thăm dò xong rồi, đi đường vòng đi. Cơ Nguyệt nói, bọn họ đi vòng ra khỏi nơi này, tránh đi những vòng xoáy này. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, bọn Hy, An hơn 30 con hỗn độn thú cùng năm nhân tộc đứng ở chân núi, vẻ mặt khác nhau. Lần trước đến, cấm chế nơi này có thể thoải mái tiêu diệt đạo tôn sơ kỳ, sao toàn bộ cấm chế không thấy đâu nữa. An Nhi hoặc nói, Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, không có gì kỳ quái, trực tiếp đi qua đi. Lưu Bình, Trần An, các ngươi đi ở phía trước. Hy phân phó, chúng nó dẫn theo năm đạo tôn nhân tộc, cao nhất chỉ đạo tôn trung kỳ, chưa nắm giữ trí tôn đại đạo, ở trong mắt hỗn độn thú, năm đạo tôn nhân tộc chỉ là vật hy sinh mà thôi. Hai nam tử lên tiếng, xài bước đi về phía trước, vẻ mặt đầy sự đề phòng. May mắn là, vượt qua ngọn núi này, bọn họ cũng chưa kích động cấm chế, hơn 30 con hỗn độn thú đi theo. Một chỗ dãy núi màu trắng liên miên uốn lượn, gió lạnh thổi từng cơn, lượng lớn bông tuyết màu trắng đón gió bay xuống, nhiệt độ thấp đến dọa người. Bọn Giản Kiêu, Giản Phong hơn 30 vị đạo tôn đứng ở ngoài một khe núi chật hẹp, trong thung lũng có một bộ hài cốt con dối thú, lượng lớn sợi tơ màu trắng ngăn cản đường đi của bọn họ. Cấm chế lại thay đổi rồi, ta biết ngay mà, Giản Phong nhíu mày nói, tránh né đi, cũng không phải lần đầu tiên đến đây, không có gì Giản kiêu không bận tâm, mỗi lần tới quy khư chi địa, cấm chế nơi này đều sẽ thay đổi, nếu là không thay đổi một chút nào, cấm chế lợi hại nữa, cũng không ngăn cản được bọn họ. Bọn họ đi vòng ra khỏi khe núi này, rời khỏi nơi này. Một mảng dãy núi màu đỏ liên miên uốn lượn, bầu trời đều là màu đỏ đậm, từng tia xét 10 màu thô to bổ xuống, lao thẳng về phía đám người vương trường sinh. Một cây dù nhỏ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một màn hào quang màu xanh dày đặc, bao phủ đám người vương trường sinh từng tia xét mười màu lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh màn hào quang màu xanh khẽ chấp lên chính là nơi này có động phủ đạo tôn diệp hải đường sắc mặt ngưng trọng nhìn một ngọn núi cao màu đỏ cách đó không xa bọn họ đã xâm nhập quy khư chi địa dọc đường tới đây đã đụng phải không ít cấm chế cường đại có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vậy thì phá cấm đi hải đường vương trường sinh nói diệp hải đường gật gật đầu phất tay áo mấy vạn cây cờ trận lóe ra hào quang màu đen bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mau, Diệp Hải Đường khẽ quát một tiếng, cờ trận màu đen ùn ùn nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, nhập vào lòng đất. Nàng đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết, mặt đất trào ra vô số âm khí màu đen, tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng vang lên, bao phủ phạm vi trăm ức dặm. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét người màu thô to bổ xuống, lao thẳng đến bọn họ. Chương 7347, tranh đoạt đại đạo bổn nguyên 1. 9 cây cờ lệnh lóe ra hào quang vàng óng từ bên trong âm khí màu đen lao ra, xoay vòng một phen ở trên bầu trời, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ đám người Vương Trường Sinh, tia xét 10 màu bổ lên màn hào quang màu vàng, giống như bùn rơi vào biển lớn, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Âm khí màu đen quay cuồng dâng trào, có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh dữ tợn, những quỷ ảnh này chậm rãi kết hợp một thể, hóa thành một con quỷ khổng lồ. Đôi mắt màu đỏ tung một cú đấm, đánh lên mặt đất. Mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Cùng lúc đó, đám người Vương Trường Sinh ùn ùn ra tay, công kích ngọn núi cao chọc trời. Sau 10 nhịp thở, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một lát sau, tiên lôi 10 màu biến mất, âm khí màu đen tan hết đi, hiện ra bóng dáng đám người Vương Trường Sinh, chân núi có thêm một màn hào quang màu đỏ dày đặc. Vương nhất đao vùng đao chém một đạo đao quang vàng óng thổi quét ra, đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ nhoáng lên một cái, giống như bọt khí tán loạn, hiện ra một cửa hang lớn mấy trượng. Quả nhiên là động phủ cổ tu sĩ. Vương Thanh Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng, tay phải nâng một hạt châu màu đỏ. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, từng đạo quỷ ảnh từ lòng đất bay ra, bay vào trong hang, không qua bao lâu, một con quỷ khổng lồ cao chọc trời đôi mắt màu đỏ từ trong hang bay ra, đáp ở trước mặt Diệp Hải Đường con quỷ khổng lồ cầm trên tay một cái vòng tay chữ vật màu vàng đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường tiếp nhận vòng tay chữ vật, vùng cổ tay một cái, một vầng sáng màu vàng lướt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, trong đó có hai cái hộp ngọc gián bùa dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Hắn bóc lá bùa, mở nắp hộp, hít vào một ngụm khí lạnh. Luân hồi đại đạo bổn nguyên, thần hồn đại đạo bổn nguyên. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan sen, hắn hoàn toàn không ngờ thế mà ở nơi này đạt được hai loại trí tôn đại đạo bổn nguyên. Hắn luyện hóa luân hồi đại đạo, liền có thể nắm giữ 2.999 loại đại đạo. Uông như yên cầm lên một tấm da thú màu xanh, bên trên viết hai chữ quy khư, đây là bản đồ, một ít nơi có văn tự ký hiệu. Đạo nguyên, đây là nơi nào, Uông như yên nhi hoặc nói, nơi nào đó của bản đồ đánh dấu hai chữ đạo nguyên. Đám người diệp hải đường xem xét ngọc giản trên mặt đất, phát hiện có rất nhiều nội dung có liên quan với quy khư chi địa. Huyền Dương Đạo Tôn, hắn mất tích hơn 5 tỷ năm rồi nhỉ, thì ra chết ở nơi này. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói, Huyền Dương Đạo Tôn nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo, là tán tu số một hỗn độn giới, mấy tỷ năm chưa lộ mặt, thế mà chết ở nơi này. Xem ra chỗ đạo nguyên rất nguy hiểm, khẳng định có thứ tốt. Vương Thanh Bách nói, chờ ta luyện hóa luân hồi đại đạo bổn nguyên trước, Thanh Sơn luyện hóa thần hồn đại đạo bổn nguyên, lại tiếp tục tầm bảo. Vương Trường Sinh nói, đám người Vương Thanh Bách, Vương Thanh Phong phần lớn nắm giữ thần hồn đại đạo, Vương Thanh Sơn không nắm giữ thần hồn đại đạo, trực tiếp luyện hóa thần hồn đại đạo bổn nguyên, có thể đề cao thực lực. Hắn phất tay áo, một tòa lầu các lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đáp trên mặt đất, trên bảng hiệu viết ba chữ To Thanh Liên Các. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn đi vào, luyện hóa chí tôn đại đạo bổn nguyên, diệp hải đường bố trí trận pháp, ở tại chỗ chờ Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Nửa năm sau, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn từ Thanh Liên Các đi ra lộ ra vẻ mặt vui mừng bọn họ đều đã luyện hóa trí tôn đại đạo đạt được đại đạo bổn nguyên luyện hóa hơn nữa nắm giữ loại đại đạo này cũng không khó đạo tôn vương ra nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo chỉ có uông như yên cùng vương thanh sơn vương trường sinh nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo vương thanh linh vương thanh bách vương mạnh bân các cao tầng đều nắm giữ bốn loại trí tôn đại đạo phu quân thanh sơn hai người luyện hóa đại đạo bổn nguyên rồi uông như yên mở miệng hỏi vương trường sinh gật gật đầu hỏi cơ phu nhân có liên hệ chúng ta không tạm thời chưa uông như yên lắc lắc đầu vương trường sinh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam đánh vào một đạo pháp quyết mặt gương sáng lên một đạo trói mắt hào quang màu lam có thể nhìn thấy khuôn mặt của cơ nguyệt cơ phu nhân các ngươi đến quy khư chi địa rồi sao vương trường sinh mở miệng hỏi đến rồi các ngươi thì sao cơ nguyệt nói chúng ta cũng đến rồi cơ phu nhân có tiện lộ ra vị trí bây giờ của các ngươi hay không Chúng ta ở Kim Sa Cốc." Vương Trường Sinh nói, "Ta cũng nói không rõ được vị trí cụ thể của chúng ta trước mắt, ở trong một mảng rừng rậm đi." "Đúng rồi, ta thu được tin tức, ba tộc bọn Thiên Ma tộc có thể sẽ tới nơi đó, nơi đó có thể có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng." Cơ Nguyệt trịnh trọng nói, "Chỗ đó ở nơi nào?" Vương Trường Sinh hơi sừng sốt, "Cơ Nguyệt miêu tả đơn giản một lần nơi đó, nàng không rõ Vương Trường Sinh có bản đồ quy khư chi địa hay không." "Vương đạo hữu, muốn đạt được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, chúng ta chạm mặt ở nơi đó đi. Cơ Nguyệt nói, chương 7348, tranh đoạt đại đạo bổn nguyên 2. Không thành vấn đề, chúng ta mau chóng chạy qua. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh chặt đứt liên hệ. Nơi đó cơ phu nhân nói chính là chỗ đạo nguyên, cơ phu nhân nói rất có thể là thật, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng ở nơi đó, ai có thể đạt được cùng luyện hóa loại đại đạo bổn nguyên này, liền có thể nắm giữ 3.000 loại đại đạo, trở thành đạo duy nhất, Uông Như Yên nói, cầm trên tay một tấm bản đồ. Chúng ta xuất phát đi, hy vọng chúng ta có thể theo kịp, đừng để người Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Nhất tộc cùng Tu La Nhất tộc vượt ở phía trước. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Diệp Hải Đường thu hồi trận pháp, đoàn người rời khỏi nơi này. Một thung lũng thật lớn ba mặt núi, hơn 30 vị đạo tôn bọn A Tu La đứng ở trong thung lũng, cách đó không xa có một cửa hang lớn mấy trượng. A Tu La cầm trên tay một tấm bản đồ, trên mặt đất phân tán một đống lớn đồ vật. Ngọc giản, Thiên đạo thần khí, đạo tài vân vân. Chúng ta phán đoán quả nhiên không sai, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng thật sự ở nơi đó, Huyền hồn tử chính là đi nơi đó tầm bảo, đụng tới Huyền Dương đạo tôn, hai người đại chiến, cả hai làm bị thương nặng đối phương, cũng bị cấm chế đánh trọng thương, khó trách bọn họ nhiều năm như vậy không có tin tức. Trên mặt Atula lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đó thật sự có một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng. Chúng ta lần trước thăm dò nơi đó, tổn thất nhiều vị tộc nhân đạo tôn trung kỳ. A à, tị sát nhíu mày nói, bọn họ tra xét quy khư chi địa nhiều lần, thu hoạch không ít, đạo tôn thương vong cũng không ít. Chúng ta còn chưa từng xông vào nơi đó, chỉ có thể thử một lần. A à, tu la nói, hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Trung ương quy khư chi địa, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên uốn lượn, hư không trải rộng tia sáng đủ mọi màu sắc, giống như mạng nhện, mang một khu vực lớn phong tỏa lại, còn có thể nhìn thấy không ít lỗ thủng thật lớn. Hơn 30 con hỗn độn thú bọn Hy, An đứng ở một mảnh đất rộng rãi, sắc mặt ngưng trọng. Hy tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu xanh lục lóe lên bay ra, đánh lên một chỗ hư không trải rộng tia sáng, hư không sụp đổ, tia sáng đứt gãy, hiện ra một lỗ thủng lớn cả trường. Lưu Bình, Trần An, các người đi vào tra xét một phen, tìm được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, ta có trọng thưởng Hy phân phó, Lưu Bình và Trần An nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, theo lỗ thủng bay vào. Bọn họ lấy ra bộ thiên đạo thần khí, bảo vệ bản thân, vẻ mặt tràn đầy sự đề phòng. Bọn họ tiến lên hơn 10 dặm, một lỗ đen thật lớn không hề dấu hiệu xuất hiện, thân thể bọn họ không chịu khống chế bay về phía lỗ đen. Bọn họ bấm quyết không dừng, không có tác dụng gì, khống chế thiên đạo thần khí công kích lỗ đen, cũng vô dụng, chờ mắt nhìn mình bị lỗ đen cắn nuốt. Thấy một màn như vậy, hy nhíu mày, ba vị đạo tôn nhân tộc nhìn nhau một cái, hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi muốn thoát khỏi nơi đây muốn đi hỏi ta chưa hi cười lạnh nói vừa dứt lời thân thể ba vị nhân tộc đạo tôn nổ tung thần hồn câu diệt ai trốn ở nơi đó lăn ra đây cho ta an sắc mặt lạnh lùng nói an đạo hiếu đã lâu không gặp một giọng nam tử ôn hòa vang lên vừa dứt lời hơn ba mươi vị đạo tôn bọn giản kiêu giản phong hiện ra vẻ mặt khác nhau thiên ma tộc các ngươi muốn đánh lén sau lưng chúng ta hi có chút bất mãn nói cái đó thì không đến mức muốn liên thủ với ngươi mà thôi như thế nào giản kiêu nói liên thủ liên thủ như thế nào chẳng lẽ đạt được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng ngươi sẽ nhường cho ta hi cười lạnh nói đương nhiên sẽ không chẳng qua đó là chuyện giữa chúng ta ít nhất không thể để cơ nguyệt đạt được à nếu nắm giữ ba ngàn loại đại đạo tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi ta giản kiêu nói ý ngươi là liên thủ đối phó người khác trước khi có chút động lòng, không sai, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng khẳng định ở trong nơi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện mà thôi, rất nhiều tộc nhân của chúng ta chết ở chỗ này, chỉ là chưa tra xét đến cuối cùng mà thôi. Giản Kiêu phân tích, bọn họ từng tra xét nơi này, tổn thất không ít đạo tôn, cũng liền từ bỏ. Trừ nơi này, bọn họ chạy khắp quy khư chi địa, đều không có phát hiện trọng đại. Nhớ đâu không ở nơi này thì sao?" Hy nói, hắn từng xông vào nơi này, bị cấm chế đánh bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết vậy đoán xem người có bằng lòng thử một lần hay không giản kiêu nói thật náo nhiệt nha nhiều đạo hữu như vậy tụ tập ở nơi này một sóng nữ tử vang lên vừa dứt lời một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới lóe lên một cái rồi dừng lại hiện ra một con thuyền bay màu đỏ cơ nguyệt đứng ở trước nhất vẻ mặt lạnh như băng cơ phu nhân người tới vừa lúc giản kiêu mặt đầy sát ý muốn giết ta hoàn toàn có thể thử một lần cơ nguyệt cười lạnh nói một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái rồi dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng màu xanh, đám người Vương Trường Sinh đứng bên trên. Chương 7349, Đại hỗn chiến. Vương gia, Giản Kiêu nhíu mày, "Vương đạo hiếu các ngươi cuối cùng đã đến." Cơ Nguyệt mở miệng chào hỏi, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, nhìn về phía xa, nói, "Tu La nhất tộc các ngươi chính là thích ở trong bóng tối đánh lén sao? Đến rồi thì đi ra đi." Lời này là ta nói mới đúng. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Một con thuyền bay màu đen từ nơi xa bay tới. Hơn 30 vị đạo tôn bọn Atula đứng ở bên trên. Ta chỉ đối phó vương gia, người khác nhúng tay, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu Atula lạnh như băng, đánh ra một trường, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Một bàn tay khổng lồ màu đen lóe lên bay ra, mang theo 2.999 loại đại đạo chi lực, lao thẳng đến vương trường sinh vương trường sinh không hề sợ hãi tung một cú đấm một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên bay ra nghênh đón nắm đấm khổng lồ màu lam và bàn tay khổng lồ màu đen va chạm đồng quy phu tận sóng khí mạnh mẽ chấn động hư không rách nát khói bụi đầy trời ngươi cũng nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo rồi a tu la kinh ngạc nói sát ý càng đậm thêm một lần này nếu như bị vương trường sinh đào tẩu phiền toái lớn hơn nữa cơ phu nhân cũng nên tính toán món nợ với ngươi rồi giản kiêu mở miệng nói giọng điệu lạnh như băng. Hừ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Cơ Nguyệt cười lạnh nói. Giản kiêu thúc giục đại đạo chi lực, công kích cơ Nguyệt, đạo tôn thiên ma tộc bọn giản phong hoặc thúc giục đại đạo chi lực, hoặc khống chế thiên đạo thần khí, công kích thần tộc đạo tôn. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn hắn. Hy phân phó, ra tay công kích cơ Nguyệt. Mấy chục con hỗn độn thú mười màu bọn an ùn ùn ra tay, công kích thần tộc đạo tôn. Thần tộc đối mặt thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc công kích, áp lực rất lớn, vương gia cùng tu la nhất tộc giao thủ, đạo tôn của tu la nhất tộc nhiều hơn một chút, chẳng qua bản mạng thiên đạo thần khí của Uông Như Yên luyện vào thái sơ đạo thạch, cùng là đạo tôn nắm giữ năm loại trí tôn đại đạo, căn bản không phải đối thủ của nàng. Trên trăm vị đạo tôn ở đây đại chiến, tiếng nổ không ngừng vang, các loại tiên quang sáng lên trên bầu trời, các loại đại đạo chi lực đấu nhau, hư không sụp đổ, sau đó khép lại, rất nhanh lại sụp đổ, một lần nữa khép lại, không ngừng lặp lại. A-tu-la à, và vương trường sinh đấu pháp, chín cây phi đao lóe ra hào quang màu máu vòng quanh hắn xoay không ngừng, phát ra từng đạo đao quang màu máu thật lớn, chém về phía dòng nước màu lam đánh tới. Đao quang màu máu lục tục đánh lên trên thân dòng nước màu lam, thân thể dòng nước màu lam bình yên vô sự. A à, tu la nhíu mày, quát to lớn một tiếng, ai trốn ở nơi đó. Lăn ra đây cho ta, hắn bấm pháp quyết, chín cây phi đao màu máu ùn ùn nở rộ ra hào quang màu máu chói mắt, đều phát ra một đạo đao quang màu máu thật lớn, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu máu, chém về phía hư không nơi nào đó. Một tiếng biển gầm đinh tai nhức óc vang lên, một đao quang màu lam thật lớn càn quét ra, va chạm với lưỡi đao khổng lồ màu máu, thứ sau nháy mắt tán loạn. Hào quang màu lam lóe lên, Huyền Miểu hiện ra, vẻ mặt lạnh như băng. "Huyền Miểu, ngươi quả nhiên còn sống." Atula kinh hô. Huyền Miểu xuất hiện, khiến trăm vị đạo tôn dừng giao thủ, bọn họ cũng không muốn để người khác chiếm tiện nghi. Nhiều năm không gặp, không ít cường giả mới xuất hiện huyền miều nói ánh mắt đặt ở trên thân vương trường sinh cùng uông như yên huyền đạo hữu ngươi là muốn giúp thần tộc sao giản kiêu mở miệng nói trên trăm vị đạo tôn ùn ùn nhìn về phía huyền miểu, huyền miểu nếu là nói ai cũng không giúp sẽ lọt vào tất cả bọn họ vây công phải chọn phe muốn đặt mình ra ngoài là không có khả năng năm đó nếu không phải cơ phu nhân ta đã thân tử đạo tiêu rồi huyền miểu nói xong lời này vùng trường đao màu lam trong tay một đao quang màu lam thật lớn quét ra lao thẳng đến hy Hy vội vàng khống chế thiên đạo thần khí ngăn cản, có huyền miểu gia nhập, áp lực của cơ nguyệt giảm hẳn. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam lao về phía đối diện, lao thẳng đến huyền miểu. Bọn họ đều có 6 loại trí tôn đại đạo, đều có bộ thiên đạo thần khí luyện vào thái sơ đạo thạch, khó phân cao thấp. A Tu La phất tay áo, 12 cái hồ lô màu máu bay ra, đều đánh vào một đạo pháp quyết, 12 cái hồ lô màu máu ùn ùn nở rộ ra hào quang màu máu trói mắt, hình thể tăng vọt, đều phun ra lượng lớn xương ngù màu máu, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn. Bộ tu la hồ này luyện vào tinh hồn hơn 100 tỷ sinh linh, uy lực cực lớn, thiên đạo thần khí bình thường rất dễ dàng bị bảo vật này làm dơ bẩn, linh tính tổn thất to lớn, uy lực giảm hẳn. Hắn bấm pháp quyết, xương ngù màu máu quay cuồng dâng trào, một con huyết quỷ hình thể cực lớn hiện ra, cẩn thận quan sát, thân thể huyết quỷ do vô số lệ quỷ tạo thành, có thể nhìn thấy lượng lớn mặt quỷ dữ tợn. Huyết quỷ phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương đến cực điểm, cùng lúc đó, mặt quỷ trên thân nó ùn ùn phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Vương Trường Sinh nghe được thanh âm này, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Chương 7350, một loại đại đạo cuối cùng một. Một ngọn lửa màu máu từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân Vương Trường Sinh. Một đạo hào quang màu xanh chói mắt sáng lên, ngọn lửa màu máu tan đi, Vương Trường Sinh bình yên vô sự, thanh liên tạo hóa đỉnh ở đỉnh đầu của hắn. Hắn cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ Xuất hiện ở một chỗ không gian màu máu Tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn Quỷ ảnh trùng trùng Đạo giới, vương trường sinh nhíu mày Người bây giờ bị đạo giới của lão phu vây khốn Ta ngược lại muốn xem Người thoát vây như thế nào Sáu loại trí tôn đại đạo xây dựng thế giới Người lấy cái gì phá Atula à, cười lạnh nói Vương trường sinh bấm pháp quyết 18 con rồng nước màu lam lao về phía mặt đất Đào quang màu máu dày đặc từ lòng đất bắn ra chém về phía rồng nước màu lam, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam bay lên trời, không ngừng bay lượn một phen ở trên bầu trời, hóa thành một đám đám mây màu lam thật lớn, có thể nhìn thấy nhiều đốm sáng màu lam, giống như các ngôi sao. Hắn biến đổi pháp quyết, đám mây màu lam quay cuồng dâng trào, từng đạo hào quang màu lam cắt qua bầu trời, giống như sao băng rơi xuống đất. Ầm ầm âm, âm, mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Vương Trường Sinh thúc giục đại đạo chi lực, công kích đạo giới, ảnh hưởng không lớn. A Tu La cười lạnh không thôi, đang muốn thúc giục đại đạo chi lực cùng thiên đạo thần khí tiêu diệt Vương Trường Sinh, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một lưỡi đao âm thanh màu lam thật lớn quét đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn vội vàng lấy ra một cây trường đao màu máu, đón đỡ lưỡi đao âm thanh màu lam. Một tiếng nổ lớn vang lên, lưỡi đao âm thanh màu lam tán loạn. A Tu La kinh ngạc phát hiện, tộc nhân của hắn đều bị đám người Uông Như Yên giết hết rồi. Đám người Uông Như Yên liên thủ công kích Atula, mấy chục món thiên đạo thần khí lao thẳng đến Atula, đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn thúc giục đại đạo chi lực, công kích Atula. Atula vội vàng thúc giục đại đạo chi lực đón đánh, đồng thời bấm quyết, hắn nhíu mày, kinh ngạc phát hiện, chín cây phi đao màu máu bị thu vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Hừ, bọ ngựa đấu xe, Atula hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ mặt châm chọc. Hắn bấm pháp quyết, muốn khống chế phi đao màu máu hủy diệt Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh. Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh cũng luyện vào thái sơ đạo thạch, những năm qua cắn nuốt không ít đạo tài cùng thiên đạo thần khí, chín cây phi đao màu máu muốn thoát vây vẫn là chuyện rất khó khăn. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đốm sáng màu lam trong đám mây màu lam bừng sáng hết, từng đạo hào quang màu lam cắt qua bầu trời, đập về phía mặt đất. Hắn vung hai nắm đấm, một đợt tiếng xé gió vang lên, từng nắm đấm khổng lồ màu lam bay ra, lục tục đánh lên mặt đất ầm 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 mặt đất xuất hiện lượng lớn vết nứt vết nứt càng lúc càng lớn thanh liên tạo hóa đỉnh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt hình thể tăng vọt đập thật mạnh lên mặt đất một tiếng nổ qua đi đạo giới tan vỡ vương trường sinh thoát khốn atula phun ra một ngụm tinh huyết lớn trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng người thế mà có món thiên đạo thần khí thứ hai luyện vào thái sơ đạo thạch atula chấn động một con rồng nước màu lam từ trên trời giáng xuống đánh về phía atula Atula muốn tránh đi, một tiếng đàn rồn dập vang lên, Atula nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, còn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị dòng nước màu lam đánh vỡ thành thịt nát, tinh hồn cũng bị tiêu diệt. Vương trường sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía đám người cơ nguyệt. Hắn nhíu mày, một màn hào quang người màu thật lớn bao phủ cơ nguyệt, khi cùng giản kiêu, bọn họ ở bên trong đại chiến, huyền miểu đi cướp lấy một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng. Cơ nguyệt lợi dụng đạo giới vây khốn hy, Giản Kiêu thúc dục Thiên Đạo Thần khí cùng đại đạo chi lực công kích Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt đã phải thúc dục đạo giới đối phó hi, còn phải ngăn cản Giản Kiêu công kích, cảm thấy cố sức gấp bội. Trừ Cơ Nguyệt, đạo tôn khác của thần tộc đã bị giết. A à, đạo hiếu bị Thái Hạo đạo tôn giết, đạo tôn của Tu La nhất tộc đều bị giết sạch rồi. Giản Phong kinh hô, ngăn cản bọn họ, Giản Kiêu phân phó, đạo tôn của Thiên Ma tộc cùng Hỗn Độn nhất tộc ùn ùn ra tay, công kích đám người Vương Trường Sinh. Bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam lao thẳng đến những đạo tôn kia. Đám người uông như yên ùn ùn ra tay, công kích đạo tôn của Thiên Ma tộc cùng Hỗn Độn nhất tộc. Đạo tôn Thiên Ma tộc cùng Hỗn Độn nhất tộc cùng đạo tôn thần tộc đại chiến một trận, thương vong thê thảm nặng nề, bọn họ căn bản không phải đối thủ của đám người Vương Trường Sinh. 18 con rồng nước màu lam bay vút đến, đạo tôn Thiên Ma tộc và Hỗn Độn nhất tộc lần lượt lấy ra Thiên Đạo thần khí ngăn cản, 18 con rồng nước màu lam đều mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt hết thiên đạo thần khí lao tới. Thiên đạo thần khí bị cắn nuốt, đạo tôn thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc thúc dục đại đạo chi lực ngăn cản, căn bản không ngăn được, càng đừng nói còn có đám người uông như yên. chương 7351, một loại đại đạo cuối cùng hai Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, các đạo tôn này bị giết hết. Vương trường sinh biến đổi pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam lao về phía màn hào quang 10 màu, đám người uông như yên ùn ùn ra tay, công kích màn hào quang 10 màu. Một tiếng nổ qua đi, màn hào quang 10 màu tan vỡ, 18 con rồng nước màu lam lao về phía giản kiêu. Giản kiêu biến đổi pháp quyết, 18 cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu đen nở rộ ra hào quang màu đen trói mắt, hóa thành 18 con rồng đen hình thể thật lớn, nghênh đón. Hào quang màu xanh lóe lên, thanh liên tạo hóa đỉnh hiện ra, xoay vù vù, phun ra một vầng sáng màu xanh, bao phủ về phía 18 con rồng đen. Giản kiêu nghĩ đến cái gì, đang muốn khống chế 18 con rồng đen tránh đi, một tiếng đàn rồn dập vang lên, vang vọng thiên địa. Hắn nghe được thanh âm này, cảm giác thần hồn sắp xé rách ra, thân thể khẽ run lên. Thừa dịp cơ hội này, vầng sáng màu xanh bao phủ 18 con rồng đen, thu vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh. 18 con rồng nước màu lam lao về phía giản kiêu, giản kiêu cả kinh biến sắc, bấm pháp quyết không ngừng, thanh liên tạo hóa đỉnh kịch liệt chấp lên. 18 con rồng nước màu lam đến trước mặt giản kiêu đánh ra một trường, một bàn tay khổng lồ lóe lên hào quang màu đen lóe lên bay ra, đón đỡ 18 con rồng nước màu lam. Âm âm âm, 18 con rồng nước màu lam thoải mái đánh tan bàn tay khổng lồ màu đen, lao về phía giản kiêu. Không, giản kiêu phát ra một tiếng gào giống tuyệt vọng, bị một con rồng nước màu lam đập vỡ nát, thần hồn câu diệt. Cơ nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, thúc giục đại đạo chi lực tiêu diệt hy. Vương đạo hiếu, vương phu nhân, các người mau đi đối phó huyền miểu, Gã này căn bản không để ý tình nghĩa cái gì, lợi dụng bảo vật vây khốn chúng ta, tự mình đi cướp đoạt một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng." Cơ Nguyệt nói, "Huyền Miểu là giả ý hỗ trợ, nhân cơ hội lợi dụng bảo vật vây khốn bọn họ." Trừ Hải Đường, người khác ở lại chỗ này, Vương Trường Sinh phân phó, dẫn theo Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường lao về phía trước. Đám người Vương Thanh Sơn chờ ở tại chỗ, Bạch Ngọc kia ở ngoại vi bố trí đại trận, cho dù Huyền Miểu có thể đạt được một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, cũng không có cách nào chạy khỏi nơi này. Diệp Hải Đường lấy ra một cây phi đao màu đen, lao thẳng đến sợi tơ trong hư không. Một màn kinh người xuất hiện, phi đao màu đen thoải mái lướt qua sợi tơ, phi đao màu đen bị sợi tơ cắt thành nhiều khối nhỏ, hóa thành một đống sắt vụn. Uông Như Yên thúc giục đại đạo chi lực, phá vỡ một lỗ thủng, bọn họ bay vào trong đó. Nàng thúc giục ly hỏa chân đồng, tra xét tình huống phía trước. Phía trước có không ít lỗ đen, còn có không ít sợi tơ, những sợi tơ này phần lớn là mắt thường có thể thấy được bộ phận nhỏ là không nhìn thấy những sợi tơ này là cấm chế cường đại bọn họ không dám sơ ý tận khả năng tránh đi sợi tơ cùng lỗ đen sau thời gian một chén trà bọn họ xuất hiện ở trên một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng huyền miểu trên bầu trời chớp lóe sấm rền từng tia xét người màu thô to cắt qua bầu trời bổ về phía dưới trên đỉnh đầu huyền miểu dơ một cây dù nhỏ màu lam buông xuống một màn nước màu lam dày đặc bao phủ toàn thân hắn, từng tia xét 10 màu thô to bổ lên màn nước màu lam, giống như bùn rơi vào biển lớn. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ bọn họ ở bên trong. Bọn họ xài bước đi về phía trước, Uông Như Yên thúc dục ly hỏa chân đồng đến mức tận cùng, gắt gao lưu ý tình huống phụ cận. Từng tia xét mười màu lục tục bổ xuống, rơi ở trên màn nước màu lam, màn nước màu lam không có chút nào khác thường. Bọn họ muốn đuổi theo huyền miểu, chẳng qua trên đường tới đây, sợi tơ bí ẩn quá nhiều, đi rồi đi, đột nhiên phải đi đường vòng. Nửa ngày sau, bọn họ còn chưa đi ra khỏi hoang nguyên, huyền miểu ở ngay phía trước. Chính là nơi này sao? Huyền miểu lầm bẩm ánh mắt nhìn một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở nơi xa. Lượng lớn lỗ đen ở trên không ngọn núi cao chọc trời, làm người ta nhìn mà ra đầu phát tê. Nếu không phải các cấm chế này chặn đường, đạo tôn của bốn đại tộc đã sớm xông qua. Huyền miểu nhíu mày, vùng trường đao màu lam trong tay, chém về phía sau, bổ lên trên đầu một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn. Hắn cảm giác một lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Ngoài thân huyền miểu nở rộ hào quang màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Ngay sau đó, ngọn núi cao chọc trời dâng trào ra đốm sáng màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bóng người huyền miểu. Đỉnh đầu của hắn có một lỗ đen thật lớn, lỗ đen sinh ra một lực hút mạnh mẽ, tóc của huyền miểu đón gió bay múa, hắn mặt bộ vặn vẹo biến hình, tựa như không chịu nổi cái này cổ hấp lực. Một đợt tiếng đàn trào dâng vang lên, huyền miểu không chút dao động, sải bước đi lên trên núi. Hắn càng tới gần đỉnh núi, lực hút của lỗ đen càng mạnh, sau khi đến giữa sườn núi, tốc độ của hắn càng lúc càng chậm, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lồi ra, tựa như có thể lao ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Trường 7352, một loại đại đạo cuối cùng 3 tiếng đàn càng lúc càng rồn rập, giống như thiên quân vạn mã đang chém giết. Chấn, sắc mặt uông như yên lạnh lùng, mười ngón tay lướt qua dây đàn. Một làn sóng âm màu lam càn quét ra, lao thẳng đến huyền miểu. Huyền miểu phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi, cảm giác thần hồn sắp tán loạn, thân thể run rẩy không thôi, bị lực hút mạnh mẽ hút vào trong lỗ thùng, nháy mắt hóa thành làn xương máu, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Diệp Hải Đường đến nơi đây cấm chế trọng lực thật mạnh, lại thêm những lỗ đen này quấy nhiễu, khó trách nhiều năm qua như vậy, chưa có ai có thể đăng đỉnh. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn lật bàn tay phải, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay, thúc giục bảo vật này tra xét, cái gì cũng không nhìn thấy. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, cũng tương tự. Một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, thật ở đỉnh núi sao? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, đáp án này không có ai biết, Huyền Miểu vì tìm kiếm đáp án này, đã đặt cả cái mạng vào. Hải đường, có nắm chắc khống chế được những lỗ đen này hay không? Uông như yên hỏi, không có nắm chắc, cháu có thể ngăn cản một đoạn thời gian, chẳng qua mọi người tốc độ phải nhanh. Diệp Hải đường trịnh trọng nói, nàng lấy ra mấy vạn cây cờ trận màu đen, bấm pháp quyết, cờ trận màu đen ùn ùn tỏa sáng, nhập vào mặt đất xung quanh ngọn núi cao chọc trời. Nàng đánh về phía trận bàn một đạo pháp quyết, mặt đất trào ra lượng lớn âm khí. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, sải bước đi về phía đỉnh núi. Bọn họ mới xuất hiện ở trên ngọn núi cao, lập tức cảm nhận được một trọng lực mạnh mẽ, cũng may bọn họ tu luyện thành thánh thể, ảnh hưởng không lớn. Bọn họ phát hiện ở nơi này đại đạo chi lực bị áp chế, chỉ có thể dựa vào thân thể, bảo vật cùng bí phủ đi ngăn cản. Tới giữa sườn núi, tốc độ của bọn họ chậm lại, mà nước màu lam vặn vẹo biến hình. Uông như yên lấy ra hai lá bùa lóe ra hào quang vàng óng, đưa cho vương trường sinh một tấm, bọn họ đồng thời vỗ lá bùa màu vàng lên trên người, thân thể bị một vầng sáng màu vàng bao phủ, sải bước đi lên trên núi. Diệp Hải đường đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết, âm khí bùng lên, biển xương mù màu đen quay cuồng dâng trào, hóa thành những bàn tay to màu đen, bịt kín lỗ đen, chẳng qua rất nhanh, bàn tay to màu đen vặn vẹo biến hình, tán loạn hết. Diệp Hải đường há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào trận bàn, trận bàn nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt. Phong cho ta, Diệp Hải đường quát khẽ một tiếng, tiếng quỷ khóc sói chu vang to, Âm khí cuồn cuộn, từng đạo hào quang màu đen phá đất chui ra, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu đen thật lớn, bao phủ toàn bộ lỗ đen. Màn hào quang màu đen vặn vẹo biến hình, Diệp Hải Đường dùng đao cắt qua tay phải, đặt lên trận bàn, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đen. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đẩy nhanh bước chân, đi lên trên núi. Bọn họ vừa tới đỉnh núi, màn hào quang màu đen liền tan vỡ, Diệp Hải Đường cũng ngồi bệt trên mặt đất, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Vương Trường Sinh nhìn một hang núi cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng. Hắn và Uông Như Yên bước vào, đi hơn trăm bước, một màn hào quang 10 màu dày đặc ngăn trở đường đi của bọn họ, thấy không rõ phía sau màn ánh sáng mười màu là cái gì. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thúc giục đại đạo chi lực công kích màn hào quang 10 màu, toàn bộ công kích giống như bùn rơi vào biển lớn. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, màn nước màu lam hóa thành 18 viên định Hải Châu, đập về phía màn hào quang 10 màu, ngón tay Uông Như Yên lướt qua dây đàn, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đánh trúng màn hào quang 10 màu. Âm âm âm, màn hào quang 10 màu tan vỡ, một hang động lớn khoảng một mẫu đập vào mắt. Một quầng sáng ở trung ương hang động, tản mát ra một luồng khí tức đại đạo. Thật là đại đạo bổn nguyên, còn chưa từng thấy loại đại đạo bổn nguyên này. Một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, vẻ mặt phương trường sinh kích động, phu quân, chàng ở ngay nơi này luyện hóa một loại đại đạo này đi. Ta hộ pháp cho chàng, Uông Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa một mảng đại đạo bổn nguyên này. Hỗn độn giới, hải vực nơi nào đó bị sương mù màu đen bao phủ, dưới sương mù màu đen là một hòn đảo khổng lồ, hòn đảo khổng lồ lơ lửng ở bầu trời, có thể nhìn thấy tộc nhân tu la nhất tộc. Mạn đã cốt cùng một ông lão áo đen thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bản mạng hồn đăng của lão tổ tông thế mà tắt rồi, sao có khả năng, lão nhân gia chính là nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo, bản mạng thiên đạo thần khí còn luyện vào thái sơ đạo thạch, cũng không phải lần đầu tiên đi quy khư chi địa, sao có khả năng bị giết. Trên mặt mạn đã cốt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Xem ra lão tổ tông vì tranh đoạt một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, bị cường địch giết chết. May mà lão tổ tông để lại sự chuẩn bị ở sau, chúng ta trốn ở chỗ này, thế lực khác không dễ dàng tìm được chúng ta như vậy. Ông lão áo đen có chút may mắn nói, chương 7353, Thanh Liên Đỉnh, Đại Kết Cục 1 bản mạng hồn đăng của Atula vừa tắt, Tula nhất tộc liền khởi động phương án khẩn cấp, bộ phận nhỏ tinh nhuệ trốn đi, tộc nhân khác phân tán ở các nơi của hỗn độn giới. một đợt tiếng cảnh báo chói tai vang lên, vang tận mây xanh. không ổn, địch tấn công. sắc mặt mạn đà cốt trầm xuống, vội vàng bay lên bầu trời, hít vào một ngụm khí lạnh. một người khổng lồ màu lam xuất hiện ở phụ cận hòn đảo khổng lồ, xem diện mạo của hắn chính là Vương Trường Sinh, Thái Hạo Đạo tôn, ngươi không phải thực thể thần niệm hình chiếu mà thôi. Mạn đà cốt cười lạnh nói, diệt tu la nhất tộc các ngươi, nào cần bản thể ta tự mình ra tay, một ý niệm mà thôi. Giọng điệu vương trường sinh lạnh như băng, một ý niệm diệt tu la nhất tộc chúng ta, nắm giữ sáu loại trí tôn đại đạo cũng không làm được một điểm này. Mạn đà cốt cười khẩy nói, nếu là ba ngàn đại đạo thì sao, đạo tức là ta, ta chính là đạo, từ nay về sau không có tu la nhất tộc nữa. Giọng điệu vương trường sinh lạnh như băng, cái gì, ba ngàn đại đạo, mạn đà cốt kinh hô, vừa dứt lời, thân thể hắn nổ tung, thần hồn câu diệt. Tu la tộc nhân trên đảo đều hóa thành một đám xương máu, thần hồn câu diệt. Hầu như cùng lúc đó tu la nhất tộc, tộc nhân thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc toàn bộ bị giết, mặc kệ bọn họ ẩn thân ở nơi nào, trong bí cảnh, phường thị, động thiên, dị bảo, trong nháy mắt bị gạt bỏ. Ngoài ra, một ít dị tộc cực độ thù ghét nhân tộc cũng biến mất toàn bộ, trong một đêm bị giết toàn bộ, Tin tức Thái Hạo đạo tôn nắm giữ 3000 đại đạo cũng truyền khắp Hỗn Độn giới cùng Tiên giới. Quy Khư chi địa, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra khỏi hang. Khí tức Vương Trường Sinh sâu không lường được, hắn đã luyện hóa một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng, nắm giữ 3000 loại đại đạo, tiến vào siêu thoát cảnh. Sinh linh Hỗn Độn giới và Tiên giới nhiều nhất có thể nắm giữ 2999 loại đại đạo, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng ở Quy Khư chi địa, nắm giữ 3000 đại đạo, chính là nắm giữ Hỗn Độn giới tiên giới cùng quy khư chi địa. Vương Trường Sinh bây giờ nắm giữ cả thế giới, hắn chính là chúa tể, một ý niệm có thể gạt bỏ bất cứ sinh linh nào của tiên giới, hỗn độn giới có thể chế định quy tắc mới. Vương Trường Sinh nhìn lỗ đen trên đỉnh đầu một cái, quát khẽ một tiếng tan. Vừa dứt lời, những lỗ đen này biến mất hết, về sau nơi này chính là Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lời này vừa dứt, từng cái cây giống phá đất chui ra, nhanh chóng lớn lên, biến thành những cây đại thụ che trời vương trường sinh bây giờ đã có thể hủy diệt bất cứ sinh linh nào cũng có thể sáng tạo bất cứ sinh linh nào bất cứ sự vật cấm chế gì nhất niệm vạn vật sinh nhất niệm vạn vật tử vạn vật chỉ ở trong một ý niệm của vương trường sinh nắm giữ tất cả vượt qua toàn bộ sinh linh đây là siêu thoát cảnh đạo tôn có thể sáng tạo một thế giới mình là chúa tể của thế giới đó siêu thoát cảnh là chúa tể của toàn bộ sinh linh kẻ đứng đầu chế định quy tắc diệp hải đường bay lên hưng phấn nói cứu cứu ngài nắm giữ ba ngàn đại đạo rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói cơ phu nhân đâu? nàng ấy giết hy xong liền rời khỏi, nhắm chừng là sợ ngài cùng cứu nương hạ sát thủ. Diệp Hải Đường nói, chúng ta quay về tiên giới đi. Vương Trường Sinh nói, vừa dứt lời, Diệp Hải Đường cảm giác trước mắt mơ hồ một cái, đột nhiên xuất hiện ở trên không một hòn đảo khổng lồ, thanh liên tiên đảo. Diệp Hải Đường kinh hô, bọn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong đều có mặt, vẻ mặt bọn họ đầy hoang mang chúng ta không phải ở quy khư chi địa sao, sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, thế giới đều ở trong khống chế của ta, đi nơi nào chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Phái người truyền lệnh, tổ chức thanh liên đại hội, tổ chức ngay tại thanh liên tiên đảo, hỗn độn giới và tiên giới hoàn toàn kết hợp một thể, toàn bộ thế lực đều có thể phái người tham gia. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, cha, Vương Thanh Phong đáp ứng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về thanh liên phong, đám người Vương Thanh Phong việc ai người ấy làm. Quy khư chi hải bị Vương Trường Sinh san bằng, tiên giới và hỗn độn giới nối liền với nhau, tiên giới đến hỗn độn giới không cần tới một tháng. Tộc nhân Vương ra phát thiệp mời rộng rãi, tổ chức thanh liên đại hội. Thanh liên đại lục, thanh liên tiên thành, một tòa trang viên yên tĩnh, công tôn ưởng, Trần Nguyệt Dính, Diệp viền Cơ, Tứ Quý Kiếm Tôn. Mấy chục người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương tiền bối thế mà nắm giữ ba ngàn loại đại đạo, một ý niệm tiêu diệt nhiều dị tộc công tôn ưởng cảm khái nói nhớ về năm đó vương trường sinh chỉ là tu sĩ một gia tộc nhỏ công tôn ưởng là đệ tử đảo chủ vạn tú đảo mấy tỷ năm sau vương trường sinh đã tiến vào siêu thoát cảnh ta lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vương tiền bối đã biết lão nhân ra tuyệt đối không phải vật trong ao quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu lam phúc không thổi phồng nói vương tiền bối trở thành người đứng đầu từ xưa đến nay nắm giữ ba đại đạo Diệp Tuyền cơ lộ vẻ mặt khâm phục, chương 7354, Thanh Liên Đỉnh Đại Kết Cục 2. Thần Linh Đại Lục, Thần Linh Viên, cơ nguyệt ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, một nam tử áo xanh dáng người trung đẳng đang báo cáo với cơ nguyệt. Nhiều dị tộc bị diệt trong một đêm, cơ nguyệt chấn động nói, ừm, um, có dị tộc bị giết ở phường thị, có kẻ ở giã ngoại bị giết, có kẻ ở động thiên phúc địa bị giết, nháy mắt biến thành làn xương máu, nơi xảy ra chuyện, đều có hư ảnh thái hạo đạo tôn xuất hiện. Đúng rồi, vương gia tuyên bố bố cáo, vương gia tổ chức thanh liên đại hội, mời chúng ta tham gia. Nam tử áo xanh nói, ta biết rồi, phái người liên hệ vương gia đạo tôn, cứ nói ta sẽ tự mình dẫn đội tham gia. Cơ nguyệt phân phó, nàng có chút may mắn, may mắn thần tộc đối với nhân tộc cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ bị vương trường sinh tiêu diệt. Vâng, lão tổ tông, nam tử áo xanh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Các thế lực lớn của tiên giới cùng hỗn độn giới đều nhận được thiệp mời, bọn họ đều đáp ứng phái người tham gia. Mười năm thời gian, rất nhanh trôi qua, thanh liên tiên đảo, nghinh tiên phong, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập ở nghinh tiên phong, bọn người cơ nguyệt, Lam Phúc Không, Trần Nguyệt Dính, Công Tôn Ưởng, Diệp Tuyền Cơ đều có mặt, vừa nói vừa cười. May mắn là vương tiền bối nắm giữ ba ngàn loại đại đạo, nếu như bị dị tộc nắm giữ ba ngàn loại đại đạo, nhân tộc chúng ta liền gặp họa rồi. Công Tôn Ưởng cảm thán nói, ai nói không phải chứ, ta sớm đã biết vương tiền bối có thể đi đến một bước này, ta lần đầu tiên nhìn thấy vương tiền bối, đã cảm giác hắn bị một loại khí thức đại đạo che lấp, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Lam Phúc không thổi phồng nói, Diệp Tuyền cơ gật gật đầu, nói về một ít chuyện cũ ở hạ giới, đám người vương thanh phong nói chuyện phiếm cùng. Sau thời gian một chén trà, một tiếng chuông vang dội cất lên. Cho mời lão tổ tông, vương vĩnh thiên quát to một tiếng, thanh âm truyền khắp cả tòa thanh liên tiên đảo. Hư không chợt hiện ra vạn luồng ánh sáng, mặt ngoài ánh sáng này trải rộng đạo văn huyền ảo vương trường sinh và uông như yên đi ở bên trên tốc độ không nhanh lóe lên một cái liền đáp ở đài chủ tịch bái kiến vương tiền bối uông tiền bối lão tổ tông các tu sĩ đứng dậy hành lễ vương trường sinh cùng uông như yên ngồi xuống ra hiệu các tu sĩ ngồi xuống từ nay về sau tiên giới cùng hỗn độn giới có thể tự do lui tới cũng không cần phi hành lâu như vậy nữa hai giới thật ra là một cái thế giới bị quy khư chi hải tách ra mà thôi về sau gọi là thanh liên giới đi Vương Trường Sinh nói, vâng, Vương Tiền Bối. Đám người cơ nguyệt chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh bắt đầu giảng đạo, một lần này, hắn không chút nào giữ lại. Giảng một lần chính là 7 ngày 7 đêm, Vương Trường Sinh thay đổi giọng điệu, nói chúng ta sẽ không nhúng tay công việc của thanh liên giới, nhưng ta hy vọng nhân tộc là đại tộc số một thanh liên giới. Đây là điều tất nhiên, thần tộc chúng ta cần tuân mệnh lệnh của Vương Tiền Bối. Cơ nguyệt vội vàng tỏ thái độ, Vương Tiền Bối, thanh liên giới không thể không có vương gia, chúng ta đều bằng lòng vâng theo mệnh lệnh của vương gia. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy nét nịnh nọt, vương trường sinh lắc lắc đầu, nói, không cần, về sau gia tộc chúng ta đều ở quy khư chi địa, toàn bộ tộc nhân vương gia đều ở nơi đó, tự cấp tự túc. Hắn bây giờ có thể sáng tạo bất cứ sự vật nào, bao gồm đại đạo bổn nguyên. Trừ vương trường sinh, sinh linh khác người mạnh nhất cũng chỉ là nắm giữ 2.999 loại đại đạo, một loại đại đạo bổn nguyên cuối cùng chỉ có một quần, bị vương trường sinh luyện hóa. Nói đơn giản, Vương Trường Sinh chính là chúa tể thanh liên giới, chế định quy tắc mới, toàn bộ sinh linh của thanh liên giới đều phải vâng theo quy tắc này, tộc nhân vương gia không cần, bọn họ ở ngoài quy tắc cũng chính là sống ở quy khư chi địa. Cần tuân pháp chỉ vương tiền bối, cơ nguyệt tỏ thái độ đầu tiên, đám người Lam Phúc không ùn ùn đồng ý, thanh âm truyền khắp cả tòa thanh liên tiên đảo. Được rồi, giảng đạo đến đây là kết thúc, các người trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, vương tiền bối, đám người cơ nguyệt đáp ứng, lục tục rời khỏi. Chúng ta tới quy khư chi địa, về sau sẽ sống ở quy khư chi địa, nơi đó là đỉnh thế giới, cũng là nơi cư trú cuối cùng của tộc nhân chúng ta. Vương Trường Sinh nói, hắn tâm niệm khẽ động, thanh liên tiên đảo xuất hiện ở quy khư chi địa. Vương Trường Sinh triệt tiêu toàn bộ cấm chế, nơi này không có bất cứ gì nguy hiểm, cũng không có sinh linh khác. Lượng lớn tộc nhân vương gia xuất hiện ở quy khư chi địa, vượt qua ngàn tỷ, tộc nhân nhân giới, linh giới, tiên giới đều ở nơi này về sau vương gia chúng ta sẽ ngủ ở quy khư chi địa, nơi này là đỉnh thế giới. Vương trường sinh phân phó, vừa dứt lời, nơi này chợt toát ra tiên khí nồng đậm, sinh trưởng ra những cây tiên dược tiên mộc, còn sinh ra các loại tiên thú dị cầm. Vâng, lão tổ tông, ngàn tỷ tộc nhân chăm miệng một lời, đáp ứng. Vương trường sinh một ý niệm, quy khư chi địa biến thành động thiên phúc địa, hơn ngàn tỷ tộc nhân sinh tồn ở nơi này, căn bản không cần phát sầu vì tài nguyên, vương trường sinh một ý niệm có thể sinh ra, Tộc Nhân Vương gia có thể đi thanh liên giới du lịch, tìm kiếm đạo lữ, đưa tới quy khư chi địa cùng nhau sinh sống. Ước năm trôi qua, thanh liên giới, thanh liên đại lục. Vạn Phật môn, theo từng đợt tiếng chuông vang dội cất lên, lượng lớn Phật quang sáng lên, hướng về phương hướng nào đó bay đi. Một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, lượng lớn tu sĩ Phật môn tụ tập ở nơi này. Một đợt phạm âm vang lên, một đạo hào quang vàng óng sáng lên, Diệu Đức đại sư hiện ra, hắn trước mắt là đạo tôn bái kiến diệu đức sư tổ, quảng đại Phật tu trăm miệng một lời. Diệu đức đại sư gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nói, hôm nay do ta giảng đạo cho các ngươi, có thể tìm hiểu bao nhiêu, xem bản lãnh của các ngươi. Trấn Hải Cung, Vạn Phật Môn, Uông Gia, Lam Gia, Vạn Linh Môn, Chu Gia toát ra nhiều vị đạo tôn, nhân tộc cũng thành đại tộc số một thanh liên giới, vạn tộc tranh phong. Diệu đức đại sư nói về tâm đắc tu luyện của mình, chỉ điểm hậu bối tu luyện. Một lần này giảng chính là ba ngày ba đêm, Ba ngày sau, giọng điệu diệu Đức Đại Sư thay đổi, ánh mắt dừng ở trên thân một tăng nhân áo bảo xanh ngũ quan bình thường, nói tâm không, người có vấn đề gì. Tâm không thiền sư đứng dậy, cúi người hành lễ, nói, diệu Đức Sư Tổ, đệ tử tìm đọc không ít điển tịch, rất nhiều điển tịch nhắc tới thanh liên vương gia, đệ tử chưa bao giờ thấy con cháu thanh liên vương gia, đây là vì sao? Con cháu vương gia không ở thanh liên giới, đều ở đỉnh thế giới. Diệu Đức Đại Sư nói, lộ vẻ mặt hồi ức, đỉnh thế giới. Đó là nơi nào?" Tâm Không Thiền sư hỏi. Quy Khư chi địa, cũng có thể xưng là Thanh Liên chi đỉnh." Diệu Đức Đại sư nghiêm nghị nói, lộ vẻ mặt khâm phục. Thanh Liên chi đỉnh, Tâm Không Thiền sư bừng tỉnh đại ngộ, chọn bộ